Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Busy Auto. Hôm nay thì bên em Busy Auto lại muốn review cho các bác một chiếc xe anh em mới nhập về. Một chiếc xe mang biển số 17A00586. Con này là một dòng xe nồi đồng cối đá luôn đấy các bác nhé. Vâng, Toyota Vios bản E xịn, sản xuất năm 2016, vẫn là máy đen thôi. Một chiếc xe máy đen, sử dụng động cơ 1.5, số sàn 5 cấp và đăng ký 5 chỗ ngồi. Một chiếc xe màu vàng cát rất là đẹp luôn. Lỗi thì cũng có một số chỗ. Vâng, thế nhưng mà nhìn tổng thể ngoại quan thì đây là một chiếc xe đẹp. Máy số còn zin nguyên, gầm bệ chắc, bao cam kết cho bác không có đâm đụng, không ngập nước. Máy số còn zin, gầm nội thất ghế da zin nguyên bản. Một chiếc xe có hai túi khí Toyota Vios bản E chính hiệu luôn các bác nhá, không phải xe taxi dịch vụ nâng đâu. Chiếc xe mang biển số 17A00586 zin một chủ từ đầu, biển số thành phố Thái Bình. Một chiếc xe màu vàng cát đẹp và được rất nhiều người ưa chuộng. Con này thì rất hợp với các bác màu mệnh kim, mệnh thổ. Vâng, màu vàng cát thì vừa sang trọng mà lịch lãm luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn form xe đấy, rất là đều và đẹp. Đấy, cân đối hài hòa. Thiết kế tổng thể của xe, mẫu xe hai đầu Toyota Vios là một dòng xe mà được rất nhiều người ưa chuộng. Và con này thì sử dụng động cơ 1.5 nên mà mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này khoảng 6.3 lít là mức tiêu thụ trung bình, được định danh rồi các bác nhá. Con này thì có cả màn hình Android rồi, lắp sẵn lên rồi. Đấy, form xe đây các bác nhìn này. Đầu thế hệ 2016. Vâng, thiết kế đầu bắt đầu nó có vẻ trung tính cùng với cái đầu 2014 đấy ạ. Vâng, những cái dòng xe như thế này là những cái dòng xe được rất nhiều người ưa chuộng. Và giá này thì thực sự là con này thì em bán 352 triệu đồng. Giá thì nói thật với các bác là thực sự cũng là cứng, cao không hề rẻ đâu. Thế nhưng mà con này được cái là máy số nó còn zin, gầm bệ nó vẫn còn sáng. Bây giờ thì thời tiết bắt đầu nó cũng hơi tối tối rồi, em sẽ quay gầm trước cho các bác để các bác cùng xem. Đây các bác nhìn gầm này, gầm xe đây. Đấy, gầm xe còn rất là sáng sạch luôn nha các bác nhá. Đấy, gầm xe không hề có mục mọt, gầm xe rất là đẹp. Đấy, con này thì là một chiếc xe gia đình. Và cái bác này thì bác ấy cũng đi khá là nhiều. Đấy, thế nên là về chất xe sơn xi tôn vỏ thì không nói, nhưng mà về lốp ấy, thì lúc nãy em xem ra thì cũng có một số quả là cũng đã thay rồi. Ví dụ như cái quả này là 2017 này. Lốp 2017. Đấy, lốp Sinera 2017. Lốp cũng được, đẹp, nét. Đấy, chắc chắn. Đấy, lốp 2017 luôn. Và đằng sau này nó là một dàn lốp, lốp 2017. Đấy. Nếu mà cái này thì là tuần cuối của 2017 các bác nhá. Vâng, đều sử dụng lốp Pisenza, lốp 185-60 và R15. Đấy, cua lốp của xe thì vẫn đều. Con này thì ban đầu là chủ người ta có chạy dịch vụ, về sau thì cái ông không chạy nữa để ở nhà, thời gian khá là lâu. Thế đâm ra là xe về chất của nó thì vẫn còn ngon. Đấy, ví dụ lốp này là lốp zin này, lốp kia là lốp zin, la răng đúc. Đấy, phanh đĩa bản E xịn nè, phanh đĩa đây các bác nhá. E xịn thì nó sẽ sử dụng phanh đĩa. Lốp trên này thì để xem nào. Con này lốp mặt đằng sau rồi, Lion Sport. Ui, con này phải nói là lốp thay lung tung à. Vâng, chủ cũ người ta thế thôi, em có sao báo vậy, chả có tội gì, báo các bác thì cứ phải chuẩn. Vâng. Thế còn đèn của chiếc xe thì đây là đèn halogen 55W. Vâng. Dòng này thì rất là bền. Và dòng này bóng công suất của nó khá là cao, khả năng tăng sáng tốt. Cản trước này, các bác nhìn này, cản trước này. Các bác có thể để ý là biển số đấy, cái vùng biển số này nó cũng hơi một chút. Thì đây, cái chỗ này này là có quẹt một tẹo. Như cái này bình thường các bác nhá, cái này là bình thường, không vấn đề gì. Đấy, quẹt nhẹ bình thường. Còn đâu là phần đầu đèn đây là các bác nhìn này, đều đẹp luôn, sơn xi tôn vỏ đều. Chỗ này thì tỷ lệ sơn zin của con xe này thì rơi vào 60% các bác nhá, tỷ lệ sơn zin. Đấy, gương chiếu hậu, xi nhan kết hợp. Đấy, điều chỉnh chế độ điều khiển chỉnh điện luôn. Điều khiển điện đây này, có cục xè đấy các bác nhá. Đấy, cục xè, gương chiếu hậu, điều khiển điện đầy đủ. Đây là một chiếc xe bản E xịn. Đấy, E xịn xò luôn.
kính điện lên xuống auto, cánh tài và tất cả kính bên này thì là một chạm điều khiển chạm hết này. Đấy. Nâng hạ kính đầy đủ. Ghế của chiếc xe này là chỉnh cơ thôi. Đấy, ghế da zin chỉnh cơ. Vô lăng không có tích hợp. Đấy. Còi đấy, to vật vã. Đấy. Vô lăng bọc nên là nó vẫn còn rất là mới các bác nhá. Cho đời công tơ mét thì con này lăn bánh được 8 vạn rưỡi. Nếu mà so với cái mức độ mà thay lốp ấy thì thực sự là nói thật các bác là nếu cả nhìn về các cái ốp bọc này, về phần cần số này, về phần tay phanh này thì em đoán con này sẽ phải rơi vào tầm khoảng như thế này. Vâng, 8 vạn rưỡi. Cũng là thuộc dạng đi nhiều, nhiều nhưng mà 8 vạn rưỡi bình thường các bác ạ. Đấy, các chức năng của xe thì vẫn hoạt động bình thường. Nhạc nháo đập sàn uỳnh uỵch luôn. Đấy, nhạc đập uỳnh uỵch luôn các bác ạ. Đấy, âm thanh nhạc nháo là đầy đủ. Đấy, điều hòa chỉnh cơ. Con này thì điều hòa chỉnh cơ thôi. À, và túi khí thì có cho người lái với người phụ bên cạnh nha các bác nhá. Có túi khí này. Và đặc biệt là khuyến mại cho các bác cái thảm chống nóng. Đấy, hộc đồ đây. Tay phanh này, bệ tì. Ghế còn ghế da zin các bác. Vâng, ghế da zin vẫn còn khá là sáng, nội thất màu kem tươi sáng. Đấy. Chân nỉ thì được bọc ni lông. Con này thì nếu mà theo về kinh nghiệm của em Fuji Auto thì cũng khẳng định luôn với các bác là con này thì cũng là có tí dịch vụ rồi. Thế nhưng mà được cái là xe nó vẫn còn chất, vẫn còn ngon, máy chạy mượt. Đấy, em đề nổ chiếc xe cho các bác để các bác cùng nghe nhá. Và thích nhất là phần đề nổ, các bác nghe kỹ này. Đấy. Các bác có thể nghe cái tiếng ì một cái. Vâng, nhưng mà cái dòng xe Vios ấy ạ, thì Vios hoặc là Camry hoặc là Altis thì nói thật các bác là gần như là con 100 con thì 100 con nó đều như thế. Cái này là cái công nghệ động cơ VTVI. Bao giờ nó cũng phải tua cái vòng tua cao lên một chút để nó đẩy dầu mỡ bám xung quanh xe cho nó đều. Đấy, bôi trơn tốt cho động cơ. Cái này là cái công nghệ của xe đấy, không phải lỗi nữa nhá các bác nhá. Thế còn phanh khi mà lùi thì ta có camera lùi. Đấy, rất là yên tâm. Nói chung là một chiếc xe khá là đơn giản thôi, sơ sài thôi. Đấy, công nghệ thì tích hợp với cái công nghệ cũng đã lâu rồi. Ví dụ là đây, sàn này. Đấy, các bác nhìn cái quả sàn mà chân để mà dẫm đến cái mức độ như thế kia thì đạp côn thì các bác biết là người ta đi nhiều như thế nào. Đấy, 8 vạn rưỡi ạ. Vâng, xem nào cái chân phanh này. Đấy, chân phanh chân côn nó vẫn còn nguyên. Đấy, nói chung là cũng là một chiếc xe đi nhiều. Thế nhưng mà thực sự là em cũng kiểm tra một số chi tiết rồi thì cũng đã nói là xe thì được cái là không có đâm đụng, các bác yên tâm nhá. Và không à, đây các bác nhìn là đinh của nó còn ngon như này mà. Đấy, đinh hàn robot ạ. Và từ nhà máy, sản xuất tại nhà máy. Keo chỉ này các bác nhìn này, chỉ này, chỉ keo. Đấy, keo chỉ là đẹp nhá. Keo chỉ này, keo chỉ zin, keo chỉ đẹp luôn. Đấy, cửa đóng mở rất là nhẹ nhàng và tôn nó kêu poang luôn. Đấy, còn đây là các bác nhìn này, thực sự là cái chỗ này là chỉ quá non. À, bôi chỉ quá non luôn. Và đấy chỉ hãng các bác, nhiều lúc nó rất là củ chuối. Đấy, Vios này, e này, camera này. Đấy, camera đây, phần hộp đồ đây các bác nhìn nhá, rộng rãi hơn, để rất nhiều đồ. À, khoang hành lý đây các bác nhìn này, phần tì sau này. Đấy, các bác nhìn đó. Vâng, sườn tì sau đây đều đẹp. Vâng, và đây em mở cái phần sàn dưới cho các bác nhìn này, sàn dưới này, lốp sơ cua lan răng núc. Đấy, nói chung là đã được lót chống ồn rồi. Về các bác cũng chỉ việc đi thôi, cũng không cần phải làm gì nhiều cả. Vâng. Đấy, chỗ này sơn di tôn vỏ của nó còn căng. Đấy, căng luôn. Đấy, phần đinh hàn đây. Đấy, các bác cứ nhìn để ý đấy. Vâng, đấy các bác nhìn nhá, keo chỉ này, cốp sau này, chỉ sơn cốp đều. Đấy, con này thực sự là cái cốp này đóng nó không được chặt. Cái này ai chả được rồi.
Đấy, cốp nó không đóng chặt, cái này là do khóa nha các bác nhá. Do khóa thôi. À, chỉ này. Đấy, đây chỉ này. Đấy, đây là các bác này. Đấy, chỉ này. Cái chỗ này là nó bung chỉ nhưng mà để chỉ zin nhá các bác nhá. Đấy. Đấy, cửa đóng rất chắc, chắc chắn. Đây chỉ zin này. Cái lượng keo bám nó không tốt theo năm tháng là nhiều lúc là nó sẽ bung chỉ như thế đấy. Vâng. Nội thất màu kem rõ tươi sáng. Dòng này thì nói chung là đi gia đình mà bác nào mà đi số sàn thì các bác đi con này ngon luôn. À, xe thì đây hạn đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 luôn. Còn dài luôn. Còn phí đồng bộ đến tháng 5 năm 2022 các bác nhá. Cabo em mở sẵn rồi. À đâu, vừa nãy quên chưa mở, nhầm. Xin lỗi các bác. À, cabo đây. Con này thì có một chút chạm ở cabo trên này. Cái này thì bình thường. Nói chung là xe cũ thì không tránh khỏi. Nhưng mà thực sự là các bác tìm được một con xe mà được cái máy ngon như thế này thì ok luôn. Đây các bác nhỉ. Đấy, chạm chút đây. Nhưng không vấn đề gì, bình thường thôi các bác. Vâng. Đấy. Động cơ VTVI 1.5. Và con này thì máy số zin nữa các bác nhá. Máy số thì bao cam kết cho bác zin. Ui giời, vặn hơi chặt. Cái này thì em tí em sẽ mở sau cho các bác. Vâng. Bao cam kết cho bác là không hơi thừa. Dòng này thì thực sự là đi nó rất là lành luôn, lành và bền. Đấy, sườn ốp này, đầu sườn đều, ốp sườn căng. Đấy, không lỗi lầm. Đấy, có chạm nhưng mà không vấn đề gì. Không vào máy nhá các bác nhá, máy còn zin. Máy còn zin. Đấy, còn nguyên các cái dấu ở nhà sản xuất còn zin nguyên. Máy số còn zin nguyên. Đấy, cabo đây. Đấy, các bác nhìn ạ, vâng, nỉ này. Đấy, vâng, một chiếc Toyota Vios bản E 2016, côn nhẹ số ngọt, máy số còn zin, gầm bệ chắc. Đấy, đang có mặt tại Fuji Auto. Bên em bán chiếc xe này với cái giá chỉ có 352 triệu đồng ạ. Vâng, con này thì người ta không loại là zin tuyệt đối, cũng có một số chỗ, một số lỗi. Thế là, tuy nhiên là đấy, em có sao báo vậy thì các bác thấy mà cân đối hợp lý thì hãy alo ngay cho em Vũ Diêu Tô qua số điện thoại 0869158926. Cửa hàng em tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Diêu Tô. Và cảm ơn các bác đã đến với kênh của em Vũ Diêu Tô ạ. Vâng, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, Toyota Vios bản E xịn sò 2016, đẹp xuất sắc, đang bán với cái giá chỉ có 352 triệu đồng thôi. Vâng, thực sự cũng là giá cũng cứng đấy, nhưng mà tiền nào của đấy thôi. Nhưng mà đây là một chiếc xe tốt, máy số rất là êm và dòng này rất là bền, lành vô đối luôn. Đặc biệt là các bác mà đi đó thì các bác sẽ tiết kiệm được ối tiền về chi phí sửa chữa về sau. Cái dòng này nó ít khi nó hỏng vặt lắm và chi phí rất là rẻ. Đấy. Rồi ta sẽ cùng đánh võng một đoạn vào đến trong phía trong nhá các bác nhá. Tôi đánh võng luôn, đi luôn cho các bác để các bác cùng trải nghiệm. Xe thì hiện nay là không có lỗi này. Đấy, em bật đèn lên luôn để cho nó sáng luôn. Đấy, xe không có lỗi nhá. Hệ thống đèn halogen của xe thì rất là sáng. Đấy, phanh tay côn số nhẹ nhàng. Mình nhả dòng này đi côn nên là mình cứ nhẹ nhàng và nhả côn thôi. Và dòng này thì nó không hề có tiếng ồn, đi nó rất là êm và lành, máy số rất là lành luôn. Đấy, đèn đóm bật sáng trưng. Máy số rất là lành. Dòng xe bền bỉ luôn. Đấy. Pha phía các thứ đầy đủ. Không hề có lỗi lầm gì cả. Đấy. Và các bác nào mà yêu thích chiếc xe này thì mời các bác đến cửa hàng của em Fuji Auto tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhá. Đến xem xe và trải nghiệm. Đấy. Số rất nhẹ. Đạp ga, đạp côn phát cái là cắt côn ngay. Côn nhẹ số ngon. Vào đều không lỗi lầm. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Fuji Auto. Xin chào, tạm biệt. Đấy. À, ra kia quay cho các bác một vòng con xe này cho các bác ngắm cho lại cho nó thích. Đấy. Chà. Vào cái chỗ cua này mà quay thì thôi rồi. Ui chà chà. Đấy, phanh tay về số mọ, phanh tay cho nó hoành tráng, hệ thống trợ lái rất tốt, nhẹ nhàng, êm ru. Đấy. Một chiếc Toyota Vios rất là đẹp luôn, đang có mặt tại Vũ Duy Auto, vừa về cửa hàng.
Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, đèn đóm đầy đủ nhá, không thiếu một cái gì. Đấy, máy số rất là êm và dòng xe này rất là bền và lành. Xin chào tạm biệt các bác.